Thưa sư, hiện tại bây giờ là du học sinh ở Mỹ. Quý vị làm ơn làm phước là sau này ghi chữ thì không ghi tắt nha. Nha. Nếu mình tôn trọng người khác á, cũng như tôn trọng chính mình á, thì không ghi tắt. Giống như là khi chúng ta gửi các cái văn bản tới các cơ quan mà mang tính chất nghiêm túc á. Ví dụ như quý vị gửi bài viết, bài thi, quý vị cũng đâu có viết tắt được. Cho nên là để tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình thì vui lòng không ghi tắt nha, và không có để chữ không dấu. Theo luật là con không được đi làm chui, nhưng con vẫn đi làm phụ quán như là công việc thủ công tay chân. Nay con xin được hỏi là tài sản con làm ra từ việc trên có dính vào giới trộm cướp hay không, và nếu dùng một phần tài sản đó để hộ độ Tam Bảo theo khả năng của mình thì có dẫn đến hệ quả như thế nào? Con xin cảm ơn sư. Thì theo ở đây á, theo các chi phần thì quý vị không phạm giới trộm cắp, mà quý vị phạm vào giới nói dối. Đừng có nghĩ nói dối là mình phải nói mới là dối nha. Cái hành động dối á, nó cũng là phạm vào cái giới nói dối. Nó được kể là nói lời nói hay hành động thì nó thuộc vào cái giới nói dối. Cho nên là quý vị sẽ nhận cái quả tương ứng với cái quả nói dối. Quý vị muốn xài tài sản đó để làm gì thì đó là tùy quý vị. Tức là quý vị muốn làm phước hay muốn ăn, muốn uống, muốn tiêu xài, cái đó là cái chuyện của quý vị, cho nên là sư không có can thiệp vô. Và sư cũng nhắc luôn là một vị tỷ kheo á, và thậm chí Đức Thế Tôn cũng không khuyến khích cái chuyện không khuyến khích một ai đó làm điều bất thiện để cúng dường cho mình, không khuyến khích chuyện đó. Sư qua câu hỏi tiếp theo.